hôm nay mình sẽ di chuyển ra đảo bằng tàu đỏ này nhé. Tàu này là tàu Phú Quốc Express, thì di chuyển bằng tàu này sẽ ít bị say sóng hơn bằng tàu sụp bờ đông. Còn giá mình đã đặt trước online, mình sẽ để địa chỉ web cho các bạn tham khảo nhé. Một lưu ý nhỏ khi các bạn di chuyển bằng tàu ha, là các bạn nên xem dự báo thời tiết trước. Trang web mình xem dự báo thời tiết là windy.com, thì mình sẽ xem được tốc độ gió với độ sóng của biển. Thì sóng biển dưới 0,5m là tàu này chạy im ru, còn trên 0,5m là tàu sẽ lật và các bạn bị say sóng là sẽ ói rất nhiều nha. Đây phải không? Đường nào ta? Có mấy giờ? 10:46 sau 2 tiếng rưỡi tụi mình cập bến Côn Đảo. Đi lội qua đây nè, đây là cái cầu cảng mới xây xong. Nước trong dữ không? Đâu chị ơi? Nè, cá đâu hết rồi, cá hả? Nước rất là trong luôn á mà. Cơm hả? Cá cơm. Chị con cá đi, mà không thấy đâu, chắc trong đây không thấy đâu. Giờ đang đợi xe máy. Kìa đó có bầy cá kìa. Kìa kìa. Cầm chưa? Đây là homestay WeHome. Homestay này mình thuê với giá là 450.000 đồng một đêm nhé. Homestay này thì khách thị trấn Côn Đảo khoảng 5 phút thì đi xe máy, rất là gần, cho nên hai đứa mình sẽ quyết định ở đây. Sau khi nghỉ ngơi xong thì bọn mình sẽ đi ra ngoài chợ Côn Đảo. Bọn mình sẽ mua hoa để viếng cô Sáu và các anh hùng ở nghĩa trang Hàng Dương nha. Vì nghĩa trang Hàng Dương là một nơi linh thiêng nên mình sẽ hạn chế quay video ở trong đó nha các bạn. Thì sau khi mình đi viếng nghĩa trang và cúng cô Sáu thì hai đứa mình sẽ đi dạo vòng quanh Côn Đảo nha. Đi không? Đi, đi chứ. Rồi bye bye. Đây là cung đường ven biển Côn Đảo. Sóng đánh cái này ngồi câu cá tịch luôn. Hey, tụi mình đang bắt gặp mấy bạn khỉ. Đầu ấy này coi chừng nó cắn nó nghe. Bạn khỉ nó không dữ quá. Kìa kìa, đi qua lộ lên luôn. Hello. Ê, đi ra.
Nó cắn mình luôn. Đây nguyên bài khỉ luôn nè. Đâu? Kìa kìa, trên cây kìa. Không sao, em cũng thấy. Đó đó đó. Kìa mấy con khỉ con kìa. Đi qua đây lấy mấy con miếng khỉ con. Đi review mấy khỉ con giùm tôi cái trời. Đâu? Này là mấy bạn khỉ con nè. Thấy không ta? Thấy chứ. 1, 2, 3, 4 con. 4 con khỉ con. Thêm một con khỉ mẹ bự đây. Tôi không phải khỉ đâu. Không phải khỉ hả? Ơi thôi. Kìa đây con. Một lát nó gượt nữa bây giờ. Không có bánh cho nó ăn là nó gượt đó. Đâu có một bánh đâu, biết có nó đâu có bánh. Con khỉ này hung dữ. Con này con đầu đàn khỉ cha nè. Nó đi vòng chưa? Con này con khỉ cha nè. Chắc gì quá nó hung dữ lắm. Kìa đi ra em. Đây nè, bầy khỉ nữa. Trên đường đi mình gặp bầy khỉ nữa. Con này chắc con đầu đàn quá. Bây giờ tụi mày quậy cái chiếc xe của tao luôn rồi nè. Nguyên một đàn luôn. Ông nội này không ăn. Rồi biến đi giùm tôi cái ơi. Tôi đi chỗ khác coi. Mấy ông thần này thiệt là tình. Nhờ chụp cái tấm hình mà quậy chiếc xe cái này nè. Lại mấy cha nè. Ông nội bị mắc nghẹn rồi nè em. Nó ăn bị mắc nghẹn rồi nè. Ăn cái gì vậy? Mấy ông khỉ con nè. Rồi mày tính lấy xe tao cái gì? Tao rút chìa khóa lại rồi. Lại thiệt là tình. Đâu à, bạn có ý kiến gì với bài khỉ nào không bạn? Mệt mỏi quá hả? Bạn giải quyết nó làm sao? Giờ trốn đi chứ sao giờ. Ơi nhiều lắm luôn á. Đây là khu di tích nhà tù. Ủa không phải, khu di tích cầu tàu. Cầu tàu 914. Hiểu tại sao 914 không? Sao nói nghe? Là hồi xưa là 914 người hy sinh vì làm cầu tàu này. Vậy đó hả? Ừ. Đây là bãi biển buổi chiều. Một tí mình sẽ đi qua bên kia mình tắm biển. Mình không tắm ở đây. Thấy trắng hả? Đây mình mới khám phá một cái bãi biển không có người tắm luôn nè các bạn. Nãy giờ đi vòng vòng kiếm cái bãi biển, đường xuống bãi biển mà kiếm không ra. Mấy khúc này là cái gì ta? Cái chỗ này là bãi An Hải. Đường bãi An Hải. Đây. Wow. Bên kia thì nhiều người tắm hơn, bãi này thì không có ai tắm. Biển khá đẹp. Hello. Wow. Đằng kia là cầu tàu, đằng đó đó. Bãi đằng đó thì nhiều người tắm hơn. Bãi này không có ai hết, có tụi mình thôi à. Bạn xinh đẹp này, bạn đang selfie. Selfie cái gì đó bạn? Bỏ dép ra đi bạn ơi. Tắm nha. Bữa nay là mình với bạn mình bao cái bãi biển này luôn. Có hai đứa tắm à. Nguyên cái bãi biển có hai đứa tắm nè. Người ta tập trung kia hết trơn này. Đằng đó thì nhiều người hơn. Tại ở đó gần khu resort.
Để có người trong cùi sọt ra tắm nhiều hơn. Còn mình hai đứa mình đi kiếm cái đường vô cái bãi biển đó mà không thấy. Kiếm một hồi đã ra đường này. Hai đứa của mình lên luôn. Hai. Đây, sau khi bọn mình tắm biển xong bây giờ đi về nhà tắm rửa và chuẩn bị đi kiếm gì ăn thôi. Let's go. Mang đêm cụm đảo nha. Nhập chắc vô bạn. Đây là dĩa mì xào. Ăn nhanh đi bạn. Hả? Hả? Sau khi ăn no xong thì hai đứa mình quyết định là đi dạo bờ biển. Hello. Đây là bờ biển Côn Đảo. Bữa nay không có gió gì mấy nha. Ok, đâu em xuống dưới thử đây. Rồi là anh nhé. Rồi, rồi đi xuống đi. Ban đêm nó hơi tối nha, tối lắm em ơi. Tối quá à. Đây là cầu tàu 9914. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Trước khi về thì hai đứa làm một đồ bánh bèo Cuba nữa. Còn ly chè Thái nữa. Còn ly chè Thái nè. Đúng rồi. Ly bánh bèo làm xong ly bánh bèo hồi này mới về nhà được. Buồn ngủ quá, chạy ngủ rồi đó. Rồi, em thử này ngon không? Thấy trộn lên rồi đúng không? Hay là gì? Trang nước bà ơi. Trang nước mắm. Đó, trang nước mắm ơi. Thì hái của em kìa. Ừ. Xịt phái nè. Người hấp dẫn nè. Rồi, em thử này ngon. Hello, sáng sớm hai đứa thức dậy sẽ đi kiếm gì ăn và địa điểm tiếp theo là bún riêu và hải kim. Đi không? Đi. Bún riêu và hải kim à? Tự nhiên quay các bạn không thấy các bạn nhưng mà đi. Tôi nhỏ mà tôi lớn là năm. Đây bỏ cái giá này vô nè, bỏ cái giá này. Hả? Đó các bạn thấy không? Cái miếu đó là miếu Văn Sơn Tự đó. À, ngày mai mình sẽ lên cảnh quay cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ đi khám phá được quanh đảo. Rồi quay nhìn núi cao đó. Đâu vậy? Đây là bãi nhát đó. Bãi nhát hả? Rồi bạn chỉ bãi nhát nằm đâu? Đây nè phải không? Bãi nhát này hơi gác nha. Đi xuống không? Đi xuống đây. Đây mình sẽ cho các bạn thấy đây là các bãi nhát nha. Để mình ghi.
Bãi gì? Bãi Nhác hả? Đây. Bên đây bị ngược sáng, nó hơi bị tối ha. Cái rất là mịn nha các bạn. Sau khi check-in sống ảo đủ thứ ở Bãi Nhác, thì trên đường đi hai đứa mình có đi ngang nhiều quán kem dừa, nhưng mà thấy quán này đông nhất nên hai đứa mình quyết định ghé vào quán đây ăn thử xem có ngon không nhé. Đây là ly kem dừa của mình. Ăn thử đây, ngon không? Ngon. Ngon. Thì cái này như là 40.000 một ly á. Ừ. 40.000 ly đúng không? Đúng rồi. Đây là quán 40.000 một ly. Thôi ăn thôi. Bãi Đầm Chầu nhá. Cầm cho tôi xe con luôn. Coi cái góc này đẹp. Giờ này vẫn có nhiều người tắm biển. Các bạn có thể đến đây nằm nghỉ đây. Đợi máy bay. Kêu hai trái dừa. Trái dừa ở đây trái 30 ngàn. Nằm nghỉ đợi máy bay. Let's go nè. Gần tới chưa? 7 phút nữa tới. Không thấy nó đâu gì vậy? Từ từ nói nữa. Ý rẻ rẻ. Nè mình sẽ vào ứng dụng Fly Radar, mình sẽ tìm xem là chính xác giờ cái bay hạ cánh nha. Cái này có. Đây. Mình vào ứng dụng đây nè. 7 phút nữa. Đi đi đi. Go go go. Trong bay nè. Không biết nó bữa nay nó đáp ở bên đây phía đây hay là bên đây nữa. Thường thường là bình thường là nó đáp ở đây nè. Đi ngắm máy bay xong đi đâu vậy bạn? À, đi qua bãi suối nóng. Bãi suối nóng ở đâu? Đó. Đi thẳng như hoài hả? Đúng rồi. Bãi suối nóng này có rất nhiều khách Tây ha. Khách Tây, khách Việt. Tây. Đây là có con đường đi qua bãi suối nóng. Mang chiếc phà của tôi đi đâu vậy bạn? Lội lên trên đó đó. Đây là cái đường. Đường leo lên rất là nguy hiểm nha các bạn. Này mình leo phải kỹ mới được. Để anh leo lên trước rồi. Nè nè nè, em cầm giùm anh đi. Để anh leo lên đây trước rồi có gì anh nắm tay. Đây là khung cảnh của suối, bãi suối nóng. Rất là đẹp. Nóng không? Đi xuống nước nóng không? Lạnh hả? Vô đây giống như đi vô gần khu rừng nguyên sinh. Xung quanh thế bây giờ không biết có cá không ta. Mình về thị trấn đây.
giờ này cũng chiều rồi, 3 giờ mấy mình về thị trấn mình đi tắm biển. Tù nhân và lính Mỹ. Bên này giam 3 người. Bên này giam tới 4 người. Ra đây, mình đi. Rồi.